Mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện hai con hổ, hai số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con thì ở trong chuồng, còn một con thì nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận cho nhau. Lúc mới đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết hết. Một con vì đói mà chết, còn một con thì u sầu mà chết. Ý nghĩa của câu chuyện. Có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng mộ.